Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi Thưa quý vị, nhiều năm về trước, với người dân thôn Hương Sơn, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế Câu chuyện về ngôi mộ rắn và nước mắt của người mẹ liên tục mất con ám ảnh cả một vùng quê Đó là đứa con gái khốn khổ của bà Năm bỏ mạng bên bờ suối, ốc bâu kín người Hai người con trai của bà sau đó cũng bỏ mạng vì những căn bệnh hiểm nghèo khi đều ở tuổi 20. Người dân nơi đây vô cùng giật mình và sợ hãi vì những mất mát quá lớn của gia đình bà Năm. Chi tiết về câu chuyện này như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Con gái bạc mệnh của bà Năm là Hồ Thị Vân. Cô vốn khiếm khuyết về tâm thần, đã vậy còn bị kẻ vô lương tâm nào đó xâm hại. Cô gái mang thai, sinh ra đứa con trai, rồi là mẹ đơn thân trong trạng thái tâm thần tỉnh ít mê nhiều. Gia cảnh của vợ chồng bà Hồ Thị Năm vốn nghèo khó, càng túng quẫn hơn khi phải gánh thêm một phận người lênh đênh bèo bọt. Suốt ngày quần cuột trên nương rẫy, kiếm hạt lúa củ khoai, nên việc trông coi đứa bé được giao cho người mẹ tâm thần, dù biết điều đó là nguy hiểm. Nhiều lần đứa trẻ rơi vào cảnh thập tử nhất sinh vì người mẹ tâm thần. Một người quen trong gia đình bà Năm kể lại, lần đó vừa đến trước căn tròi trống hoang, đập vào mắt tôi là hình ảnh Vân ngồi với vẻ mặt ngây ngô cạnh một đống bắp ngô lớn. Một bàn chân trẻ con thò ra từ dưới đống ngô ra sức cựa quậy. Tôi phát hoảng, bới đống ngô mới thấy đứa bé. Có lẽ Vân đã vùi con trong lúc lên cơn tâm thần. Bồng đứa bé lên, tôi không làm sao cầm được nước mắt vì quá thương cháu bé. Tôi sợ có ngày đứa bé vô tội sẽ gặp nạn vì hành động vô thức của người mẹ tâm thần. Nỗi lo sợ của người phụ nữ nhân hậu ấy không phải là không có cơ sở. Nhiều lần bồng con vào rừng chơi, Vân bỏ quên con trong rừng, trở về một mình. Hay khi cho đứa bé bú, bị con cắn đầu vú đau Vân điên tiết bóp cổ con. May mà có ông bà ngoại cháu bé hay những người hàng xóm láng giềng trông thấy, cứu giúp. Nhưng không phải lúc nào đứa bé và người mẹ tâm thần cũng gặp may mắn, có người bên cạnh trông coi giúp đỡ. Miếng cơm manh áo buộc cha mẹ Vân thường xuyên vắng nhà, phó mặc con cháu vào sự may rủi. Cho đến buổi chiều định mệnh, Vân vào rừng xuống suối bắt ốc thì nhìn thấy một con rắn hổ mang lớn. Có lẽ trong cơn mơ mơ tỉnh tỉnh, Cô nhớ lại việc người dân trong thôn mỗi khi bắt được rắn đem bán là có tiền. Vân cũng thò tay chụp đuôi con rắn, hòng bắt. Con rắn giữ quay đầu mổ vào cánh tay Vân. Quyết không thả đuôi rắn, cô gái chụp cục đá nện liên tiếp khiến đầu con rắn nát bét. Cuộn con rắn cho vào gùi, đi về nhà. Trên đường đi, gặp một người phụ nữ hàng xóm, cô gái hí hửng khoe chiến tích. Vừa lúc đó, Vân lảo đảo, tím tái và ngã vật xuống đất vì nọc độc của rắn đã phát tán khắp cơ thể người phụ nữ kia hớt hải chạy về thôn báo tin dữ. Lúc mọi người chạy đến, họ sững sờ trước cảnh tượng kinh hoàng. Thi thể cô gái bị bầy ốc bâu kín đen, trong gùi là xác con rắn hổ mang lớn với cái đầu be bét. Đứa con không cha 3 tuổi thực sự mồ côi cả cha lẫn mẹ. Sự việc Vân bị rắn cắn chết xảy ra đã một năm, nhưng trong hồi ức của người dân xã Hương Sơn, nỗi kinh hoàng thương tâm khi chứng kiến thi hài người phụ nữ bị ốc bâu kín nằm bên cạnh chiếc gùi chứa xác con rắn hổ mang lớn vẫn chưa hề phai nhạt. Một người dân địa phương kể với giọng thương cảm, nhà cửa đã nghèo sơ nghèo xác, buổi chiều đưa thi thể vân về, cảnh nhà càng thê lương hơn. Một thanh niên địa phương dẫn đường đưa chúng tôi đến nhà bà Hồ Thị Năm. Trong căn nhà cũ kỹ tuần toàn, chỉ mình bà Năm ở nhà cùng đứa cháu ngoại. Mẹ của nạn nhân ngậm ngùi lý giải, hôm đó gia đình chúng tôi lên nương dẫy cả, Vân ở nhà tự động vào suối trong rừng, cách nhà chừng 6 km để mò ốc mới xảy ra cơ sự. Nọc độc rắn ngấm, Vân ngã xuống chết nên ốc bỏ ra bâu người nó thôi. Tuy nhiên trong sâu thẳm ánh mắt của người phụ nữ tuổi tác đã cao, nhưng đã có vẻ như một bà cụ, ánh lên một cảm giác sợ hãi mông lung. Cái cảm xúc đặc biệt cứ mãi khiến người phụ nữ này dây dứt không yên, bắt đầu từ việc trời đã giáng tai ương xuống gia đình khốn khó hai người con trai của bà cứ tròn 20 tuổi là phải bỏ mạng vì những căn bệnh hiểm nghèo. Người mẹ buồn giàu kể, lúc Vân gặp nạn, trước đó 4 tháng, đứa em trai nó cũng vừa mới qua đời. Tăng tóc chồng lên tăng tóc, đứa con gái số phận kém may mắn lại trên một cách thảm thương càng khiến ánh mắt bà Năm u uất. Về việc có đúng dân làng chôn con rắn cạnh mộ Vân không, bà gật đầu xác nhận rồi lặng lẽ đến gian giữa nhà vén tấm rèm để lộ ba bức di ảnh của ba đứa con đã khuất trên bàn thờ lạnh khói hương. Có vẻ như bà không muốn tiếp tục trải lòng với những điều thương tâm, lạ lùng, nhất là về việc chôn con rắn lớn cạnh mộ đứa con gái bất hạnh. Chỉ đứa trẻ mình đang ôm trong lòng, bà Năm buồn buồn kể. Đây là con của đứa con gái còn sống duy nhất của tôi. Bốn đứa thì hết ba đứa đi làm ma rồi. Hai thằng con trai chết lúc chưa có vợ đã đành. Con Vân bị rắn cắn chết, để lại thằng cu bơ vơ trên đời. Theo tâm sự của bà Năm, dù mẹ của đứa trẻ là người bị bệnh tâm thần nhưng nếu có mẹ thì vẫn còn hơn không. Bà Năm nghẹn lời bỏ nửa chừng câu nói. Thời gian đầu mẹ mới mất, nó nhớ hơi mẹ, kêu khóc suốt. Dù mẹ nó không được tỉnh táo, nhưng cũng là người ôm ấp nó, cõng nó trên lưng. Trong những đêm khuya, chợt tỉnh giấc, không có mẹ bên cạnh, tiếng khóc của đứa trẻ mồ côi càng thương tâm. Giết rồi nó cũng quen, nhưng nhìn nó vẫn tội nghiệp lắm vì quá nhiều thiệt thòi. Cũng một câu chuyện tương tự khác, người dân ở thôn Bình Thuận, xã Đắc Minh, tỉnh Đắk Nông, ai cũng xót xa cho hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Hạnh, 70 tuổi. Cuộc đời bà là những chuỗi ngày sống trong đau đớn và mất mát. Nhiều năm trước, vợ chồng bà Hạnh cùng mấy anh em từ Nghệ An vào Đắk Nông. Ba người con là Bùi Thanh Tuyền, sinh năm 1989, Bùi Văn Châu, sinh năm 1992 và Bùi Văn Chính, sinh năm 1997, lần lượt ra đời khỏe mạnh. Thế rồi tai ương liên tiếp ập đến khi những đứa trẻ đến tuổi dậy thì. Từ người hoạt bát Ba người con của bà Hạnh lớn lượt phát bệnh, chân tay teo tóp và đôi mắt mờ đục, không còn nhìn thấy thứ gì. Đưa đôi mắt nhìn về tấm di ảnh người con gái, bà Hạnh dường như không còn nước mắt để khóc thương. Song trong sâu thẳm của một người mẹ, bà vẫn đau đớn mỗi khi nhắc đến sự ra đi đầy nghiệt ngã của con gái. Sau khi con gái qua đời, hai người con trai của bà Hạnh cũng lần lượt mắc căn bệnh lạ với biểu hiện tương tự. Bà Hạnh cố nén cảm xúc, nhưng lời nói đã chất chứa những dự cảm không lành. Thời gian đầu... Cứ 3 tháng nó mới lên cơn động kinh một lần. Càng về sau, số lần lên cơn càng nhiều hơn. Cơ thể của hai đứa nó cũng giống như người chị trước, bắt đầu teo tóp và hỏng dần hai đôi mắt. Theo bà Hạnh, hoàn cảnh của gia đình khó khăn hơn, chồng bà phát hiện ung thư gan và qua đời. Cũng từ ngày ấy, một mình bà Hạnh gồng gánh chăm sóc ba con mắc bệnh. Thi thoảng, chị Bùi Thị Như, con gái lấy chồng xa, gửi về ít đồng phụ giúp mẹ và các em. Sau ngày chị Tuyền mất để chạy chữa cho Châu bà đã đưa con đi nhiều bệnh viện song không khả quan. Bà Hạnh tâm sự, thằng Châu cũng giống như chị gái nó, chỉ mấy năm nữa thằng Chính cũng không khác gì. Có lẽ chúng cũng sống không quá được 30 tuổi nên đêm nào tôi cũng tỉnh giấc mấy lần, vỗ nhẹ xem chúng còn sống không, vì tôi sợ. Câu nói của bà Hạnh khiến nhiều người ớn lạnh, song đó lại là sự thật đau lòng. Bởi không chỉ chị Tuyền, năm người cháu khác, con của người em chồng bà Hạnh cũng không sống được quá 30 tuổi vì mắc căn bệnh tương tự. Câu chuyện về cuộc sống gia đình bà Hạnh cứ thế tiếp nối trong cảm xúc nghẹn ngào của bà lão. Cả bà Hạnh, cả Châu, Chính và những người đã mất trước đó không biết căn bệnh ấy là gì, tại sao nó lại quái ác đến thế. Nhưng trong tâm trí họ, ngưỡng tuổi 30 dường như nghiệt ngã và đau đớn vô cùng. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh youtube của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại